Đến với kênh Mới Vlog nha. Clip này mình sẽ quay người yêu ăn chili. Ăn chili cùng người yêu nè các bạn. Nè cho Hậu quay đi Hậu. Không quay sao không chơi. Cho khỏi chơi, đưa Thư chơi chút đi. Cho em chơi chút đi. Ê, âm thanh xa xa chút, đừng nghe gần quá. Thôi đây, trả. Rồi. Ăn đụng nha. Hai thua rồi. Ăn đi các bạn. Trời ơi. Hậu ăn Hậu. Em cho dùng cho. Cái trời nhỏ. Cái nghe vậy. Cho thêm chút đi. Giúp cảm ơn hai. Đừng bắt tí nha. Đừng bắt tí nha. Chỉ chơi trò chơi game thôi. Đừng bắt tiếng. Trời nhà không có tiếng hay rồi. Trời. Mình tính giữa con hát mà. Cười nghe nè. Chết cha rồi. Nè Hậu, nè. Thử quay phim á. Chưa hảo hết. Tôi giác con mặt xanh. Tôi giỏi con hát. Thôi từ từ đừng nóng. Thôi. Xin mấy kia thăm nha. Cái này phải quên kênh nó hộp không á. Chạy luôn hả? Cho anh thật mày luôn. Anh thật luôn. Gì sao? Anh thật kiên cương. Có gì đâu. Thẳng rồi. Cho anh em luôn. Em có dương miệng nhàng hai. Ừ có dương miệng rồi đó hả? Đi ăn nữa đi, đi ăn nữa đi. Ăn hết đi. Ăn luôn. Nó được chín lắm. Chơi game nữa. Ăn chín chín cục luôn. Ôi ôi, vậy là em là vui rồi. Em ơi, từ từ thôi. Tông nó. Ừ, tông. Tụi mày đông quá ha. Đông quá, càng đông. Ơi, em còn cắn kìa, em cắn kìa. Đâu? À, con màu đen sao? Con màu đen, ăn luôn. Ừ, hay lửa. Còn mấy phút nữa, nhiều dữ lắm. Sao? Chưa, nãy con chưa thấy vậy đó. Ăn sạch tụi mày bên đây luôn. Ăn sạch luôn. Thôi quá chừng. Ừ, màu xanh. Con màu xanh, ăn luôn, ăn hết luôn. Hết luôn, nó chạy một chàng dây chứ. Thôi tụi mày, biết thằng con mày trắng là hát thời gian kìa nha. Mày hư hơn tao. Xì nghĩ cái gì vậy ta? Đó, con màu trắng kìa, ăn luôn, ăn hết nó luôn. Ăn lên, em 400 mấy rồi đó. Thiệt. Em còn nhẹ chân miệng. Thôi còn 5 phút nữa, 5 giây nữa. Rồi thắng rồi, vậy là thắng. Chị Vinh Cục ăn luôn. Rồi, em hạ hàng nhất rồi. Đây là hàng nhất rồi. Rồi, cho tiếp đi. Thôi học học. Cái này con hai con này nặng lắm hả? Thôi em chơi con rắn. Trên cái xấu. Mới thử chơi được con đây à.
quay con không? Con quay ngược lại. Con quay ngược đâu rồi? Hình nữa quay ngược. Giờ anh tí nó có con luôn đó. Thôi đi mẹ. Sao đây? Đi mẹ con chưa? Đi mẹ. Thôi ăn đi. Thử có ăn cơm chưa? Đi mẹ ngủ rồi. Ăn cơm rồi đang ngủ con. Thôi chú ơi. Thôi đi ra con. Đứng ngay vậy. Ta đang là vua. Ủa? Hết làm vua rồi hả? Ừ. Hai âm ra mới được. Đông nữa được. Em biết làm sao không? Em biết làm sao con giả cá trong miệng rồi. Mày thấy ăn những con kia đó, cá trong miệng á, rồi mình có trong miệng liền luôn á. Ngay ngay. Nó đã ngay ngay mà. Tìm những con mập hát đi nghe, sao ăn mặt trắng vậy? Cảm ghê không? Mỗi vậy mới không hỏi vui rồi. Không cảm thấy ghê không? Em cảm hồi lại mỗi tay thì quay. Em ăn à. Đó, màu trắng nè, nhóc luôn nè. Hai vua rồi, ăn hai rồi. Chưa rồi, chưa có dùng miệng. Còn có 30 giây nữa mình không thắng được rồi, tức gì đâu á. Em nói rồi, ăn những con màu khác có dùng miệng dây. Con màu khác có con nào đâu mà ăn. Em đi kiếm cho anh hai à. Kim nhẫn vào đi hướng nhà dây. Thôi cho thôi. Chín rồi. Em thích ăn, con thích ăn trái chín. Rồi, ta thắng rồi. 300 mấy rồi. Ta hạng nhì, hên quá. Gỡ này ra, chấm muối, để vô. Chấm mắm nêm. Chú hắm em chơi hư lắm rồi á. Chú hắm nghe em giải hắn. Cái cầu ơi. Mình nấu luôn mà, xong rồi luôn. Nó thử được á. Cái cầu vừa ấy hay. Hay lắm. Cà phê nó vô bụng nó khó chịu lắm em. Cái đấy. Hơi nghỉ thôi. Xuống đảo luôn nha hai. Chết ngựa. Trái cây luôn. Sao hai mặn hết hai. Nhập lên nè. Gì đâu rồi? Cho hai dòng hết anh hai. Thắng chỉ có gì không có ngôi sao. Anh nghe không xanh. Có ngôi sao là luôn trời. Trời. Ngôi xanh này. Xanh nè. Em chơi đi. Thôi để em đi. Ơi một con sao nè. Hồi nó cũng một con sao mình xích đi. Em chọn cái này thôi. À, em chọn một cái nha anh hai. Thôi hai chọn hết đi. Không thấy. Thấy không? Nguyễn cái gì nữa vậy? Nguyễn cá hoài. Thôi, trở về anh hai. Trở về quay lại chơi tiếp. Tí đó, em mới hết Nguyễn cá. Vậy hả? Là em còn nó mới chứ. Ê, té hả? Cho con hỏi xong chưa? 9 phút 33 xin chào tạm biệt mấy người nha. Tàu leo quá thi. Cái gì vậy? Khỉ gớ. Khỉ gớ. Ai biết nhìn. Ai biết nhìn. Ai biết nhìn gì khỉ gớ.
Nhớ chụp lại nhau. Chụp làm gì? Nhớ Út nghe nè Út. Trời ơi đúng không? Không dám ăn thôi. Không nữa đi thử. Không lại, nãy con quên con bấm dừng rồi. Con bấm dừng khúc mà Thư đưa cho Dũng ăn á. Mình cởi ra nè. Cái này nó có hình thường có sâu rồi nè. Nó dính đây nè. Từ bên hai chai hải hắn phui ra nè. Trời trời. Để ra cái cùi đó. Sao nó nhiều này quá ta. Chết đúng không? Cỏ bấm dừng, bấm dừng. Chết hay nữa. Nó dừng tiếp hay là cái khác cũng được. Không gì nó lại mà. Xuống xuống đúng rồi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chụp kinh. Cưa cá hú sao. Cho tôi hỏi xong chưa. Mỗi tay quá. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình.